Thuốc nuôi gà Ân Bình Điền xin kính chào anh em. Số điện thoại mình là 036 238 5669. Nhà mình ở gần chợ Đầu Mối Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào gần chạy lên nhà mình lấy thuốc cho mau lẹ, đỡ tốn tiền ship nữa nha anh em. Các anh em ở tỉnh xa thì mình sẽ ship theo đường bưu điện, hoặc là các anh em nào có dịp đi ngang đi vào chợ Bình Điền á thì cứ alo mình sẽ đem thuốc ở đó cho anh em. Mình sẽ giao hàng cho anh em ở chợ Bình Điền là vào ban đêm nha. Vì ban đêm mình ra đó mình còn đi làm ngoài đó nữa, mình sẽ giao hàng ở đó cho anh em luôn. Rồi mình có một cái kênh nữa chuyên về hải sản, các anh em cứ sạch số điện thoại mình vô là sẽ thấy cái kênh mình trên đó. Rồi có mua hải sản thì mình cũng mua được cho anh em luôn nha. Rồi ok, rồi mình ship hàng toàn quốc, cái thuốc gà thôi, còn hải sản thì mình tùy theo khu vực mình mới ship được. Rồi hôm nay mình chia sẻ đến với anh em một loại thuốc cũng dành cho chế độ nuôi khi bắt đầu vô bội, hoặc là trong khoảng thời gian nuôi 7 đến 10 ngày mà con gà anh em không có lên tay miếng nào đó, thấy nó cũng vậy à. Nhiều khi nó còn tệ hơn lúc mà chưa bắt vô nuôi nữa, thì mình có thể xài thằng này với các triệu chứng như sau nha. Rồi các anh em mới giờ xem kênh á mà quan tâm đến các loại thuốc á, hoặc là cập nhật giá thuốc thay đổi theo ngày tháng á, thì bấm nút đăng ký kênh nha anh em, nút đăng ký kênh để cập nhật các loại thuốc, sử dụng thuốc như thế nào, lượng gà mình ở mức độ nào, mình sẽ chia sẻ đến với anh em để sử dụng cho nó có hiệu quả. Chứ để nhiều khi một số anh em không biết sử dụng thuốc sao, sử dụng nhiều khi nó dư cái hàm lượng vitamin trong mình con gà, thì con gà nó thứ nhất nó sẽ bị mập, thứ hai có thể là nó sẽ bị nóng, gà nó sẽ bị gút luôn á. Nhưng mà cái này không biết được sử dụng nha. Rồi các loại thuốc bên mình thì bán cho anh em sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng theo, hoặc là các anh em cứ liên hệ mình sẽ tư vấn cho anh em cách sử dụng nha. Rồi trở lại vấn đề chính, thì hôm nay mình giới thiệu lại với anh em cái thằng Super Vitamin B12 5.500. Cái thằng này ở ngoài tiệm thuốc thú y cũng có bán nha anh em, chứ không phải là quan trọng là chỗ mình, nhưng mà tùy theo giá cả và chất lượng của người ta. Thuốc thì trên thị trường rất là nhiều, nhiều khi ra thú y người ta có thể là pha loãng thêm nên cái chất lượng nó không có bằng mình hàng nguyên chất. Ở đây mình bảo đảm cho anh em hàng của mình là làm nguyên chất đó, không có pha thêm tạp chất trong đó, không có pha thêm nước cất hay là nước gì trong đó. Mình muốn là các anh em mua thuốc của mình lần thứ nhất cũng có lần thứ hai, lần thứ ba quay trở lại với mình, chứ không phải là bán một lần là các anh em thuốc dở quá xài gì sẽ lúc đó gây thất vọng cho anh em. Mình cũng là dân nuôi gà nên mình biết cái cảm giác đó hết trơn à. Đó, những cái loại thuốc mình là toàn là hàng tuyển chọn nha anh em, cái nào nó có chất lượng thì mình mới đem về mình bán, mình giới thiệu rộng rãi cho anh em xài. Còn cái nào loại nào mà mình test không có chất lượng là mình bỏ, mình không có bán cho anh em đó. Thằng Super Vitamin B12 5.500 này nè, nó là hãng của hãng Tonel, hãng Tonel qua Mexico đó. Thì các anh em có thể không cần biết cái hãng này là gì, nhưng mà biết thuốc nó là thuốc của Mexico nha. Thì những cái thuốc bên mình bán là toàn của những nước mà có là nuôi gà quang minh và tiên tiến, nên người ta sản xuất thuốc cho những con gà của người ta là nó vừa đủ liều lượng và mang lại kết quả tốt nhất nha anh em, chứ không phải mà muốn sản xuất sao sản xuất đâu. Vì vậy á, các anh em sử dụng theo đúng cái liều lượng của mình đưa ra, nhìn theo đúng liều lượng của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó, như thằng Super Vitamin B12 5.500 này nè, dành cho những con gà nó suy dinh dưỡng, những con gà nó bị ốm á, gờ vô cái lườn á, các anh em bỏ vô cái lườn nó thấy nó ốm, lườn mà các anh em phải nhận dạng được cái lườn xương, lườn gân á, lườn tay gân hay là lườn ức cu rồi nha. Chứ để nhiều khi các anh em không có nhận định được nó là đang là cái lườn nào, nhiều khi cái lườn gân á thì các anh em nó gà bị ốm là không phải. Lườn gân các anh em bợ hoài thì nó cũng vậy à, là lượt cái lườn gân thì các anh em phải bợ vào cái đuôi nó gần ở trên cái phao câu anh em, ở trên cái phao câu á, xích trên phao câu một chút xíu, các anh em bóp hai bên hông vậy nè đó. Nếu mà thịt nó dày á thì đó là con gà nó đã đủ pin, còn mà bóp vô mà cái tay ốm nhôm nhách á, trên đó gà mới bị ốm nha. Lúc đó các anh em những con gà ốm thì các anh em phải chích thằng này là dạng thuốc chích B12 5.500, thuốc chích nha anh em. Nó là cung cấp các vitamin rất cần thiết cho con gà để phát triển. Cái này nó là dạng thuốc bổ dành cho những con gà ốm, còn những con gà có tai thì mình không có xài này chi, không cần xài này nha.
mình nuôi ăn uống bình thường nó lên tay cứ đều 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 nó lên từng lên vài chục lại vài chục gram hay gì đó là rồi ok bình thường hết. Còn các anh em nuôi mà khoảng 7 đến 10 ngày mà nó không có xê dịch gì ấy, thì các anh em phải coi lại con gà mình đang trong cái thể trạng nào để sử dụng thuốc nào cho nó có hiệu quả. Thì này dành cho những con gà ốm là cực kỳ. Về những con gà mà nó thiếu ánh nắng mặt trời ấy, các anh em không có thời gian nuôi mà phơi nắng ấy, phơi chút xíu của mình đem vô mình có công việc nhiều khi đi làm rồi gì ấy. Nhất là các anh em công nhân á thì mình có thể bổ sung thằng này. Đó, thằng này thì nó rất nhiều vitamin như mình nói đó là nó sẽ có trong đó nó sẽ có vitamin B15, B12 rồi D3 tùm lum hết trên trong đó. Nó có thành phần biotin nữa giúp con gà mà nó bóng lông. Đó, mình không có cần mà chăm sóc kỹ lưỡng nó cũng bóng lông như thường. Nhưng mà thuốc này các anh em một tuần chỉ chích một lần một thôi nha, một tuần chích một lần. Đó, theo cái hướng dẫn là mình khi bán mình sẽ có hướng dẫn cho anh em cụ thể hơn. Rồi một chai vậy là 10C nha anh em. Một chai vậy là 10C mình xài rất nhiều con gà. Đó, rất nhiều gà. Rồi các anh em mua hũ một chai 10C vậy là mình bán 220 ngàn nha. Chai 100C thì mình bán 1,8 triệu. Các anh em nuôi gà nhiều thì có thể xài một chai 100C để mà tiết kiệm hơn. Đó. Hoặc là các anh em muốn nuôi ít hoặc là muốn thử thuốc cái chất lượng như thế nào thì mình có thể mua chai nhỏ 10C này thôi. Mình chỉ bán 10C chứ không bán 5C nha anh em. Rồi có xài thì ủng hộ anh mình. Cảm ơn tất cả các anh em. Rồi các anh em muốn tư vấn về các loại thuốc bên mình bán hoặc là con gà đang trong tình trạng nào á thì có thể alo mình hoặc là nhắn tin cho mình sẽ trả lời cho anh em nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Cảm ơn các anh em đã xem video. Rồi nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em.